Em chào các bác nhé. Nay em chia sẻ cho các bác một chút về cái củ bình vôi đỏ, tại vì là rất là nhiều bác quan tâm đến củ bình vôi đỏ này. Vì là cái củ bình vôi đỏ này thì nó rất là quý. Thứ nhất là em nói về cái công dụng của củ bình vôi đỏ này đã. Cái củ bình vôi đỏ này thì nó có công dụng là làm cho là chứa trong bài thuốc dạ dày và u nang, u xơ, u những cái u hạch ấy, u hạch mọc ở trong người ấy. Trong bài thuốc u hạch thì đều phải có củ bình vôi đỏ này. Nó có tác dụng rất là tuyệt vời. Trong bài thuốc chứa u, còn em thì trong bài thuốc dạ dày của em thì không thể thiếu được cái vị của bình vôi đỏ này. Ngoài ra cái củ bình vôi đỏ này nó có tác dụng là bổ máu, tốt cho đàn ông nữa. Một số thầy thuốc thì còn lấy về để là nấu cao hoàn viên, thành viên để bồi bổ cho đàn ông, bởi vì nó bổ máu mà. Nhưng còn em thì không có để mà dùng để hoàn viên đâu, bởi vì cái bình vôi này thực ra bây giờ nó rất là hiếm. Và bình vôi này thì mình dùng được cả đây, cả quả của nó và cả thân của nó, cả nói chung dùng hết được tất cả bộ phận của nó. Đặc biệt là cái lá của nó, mà nếu mà các bác đang bị đau bụng các bác lấy về các bác đun uống, hoặc là các bác bị ngứa các bác lấy về các bác rửa, bởi vì nó rất là đắng, nó cực kỳ đắng luôn. Ngoài ra thì nó còn có nhiều cái tác dụng nữa, nhưng chung quy lại em chia sẻ cho các bác là cái bình vôi đỏ này nó có tác dụng trong bài thuốc trị viêm loét, nó là vị thuốc kháng sinh. Trong bài thuốc dạ dày là không thể thiếu nó được, vị chủ đạo. Ngoài ra là nó còn có vị, nó là vị thuốc bổ máu cực kỳ tốt, và một vị thuốc nữa không thể thiếu được trong bài thuốc u nhọt đấy ạ, u nang, u xơ, các kiểu u ấy, u tuyến giáp các kiểu là đều có vị của cái bình vôi đỏ này. Cái lá của nó thì nếu mà các bác trồng một cái nó mọc lên nó làm cảnh thì nó rất là đẹp, lá nó cũng hồng hồng, màu hồng rất là đẹp, nó tím đậm rất là đẹp. Và ngoài ra cái lá của nó thì trong quá trình mà các bạn đang bị đau bụng, ví dụ như các bạn đi ăn uống ở đâu mà các bạn chẳng may các bạn bị đau bụng ấy, do thức ăn ấy, rối loạn tiêu hóa, các bạn lấy cái lá nó về các bạn uống, hoặc là các bạn luôn các bạn uống thì cũng đỡ được ngay. Ngoài ra thì mẹ đây mà ngứa thì trẻ con mà bị ngứa bị ấy thì các bác lấy về các bác đun và các bác tắm cái lá của nó rửa cho trẻ con thì rất là tốt, và nó còn bổ máu nữa. Một số thầy thuốc thì đã dùng để là hoàn viên, làm cho bồi bổ cho sức khỏe của nam giới. Tuy nhiên là có rất là nhiều bác không biết là chính thức cây bình vôi đỏ là như thế nào, thì hôm nay thì đúng cũng là một cái em thì cũng gọi là cũng tin tưởng người nhiều quá, cho nên là cũng đã mua phải một cái loại như thế này. Đây, loại này thì nó có khá nhiều đây. Đây, loại này thì có mấy củ như này, khá to này, mấy củ này. Đây. Em cũng vì tin tưởng nhiều quá. Em thì kiểu như tin tưởng người dân á, nhưng mà một số người thì là dân tộc nhưng họ không tử tế như mình nghĩ đâu các bạn. Thì hôm em ra chợ thì em cũng đã khoe với các bác là em ra chợ em mua được bình vôi đỏ và em dặn người ta lấy. Thì có người ta đã lấy cáp của em đi và nói là sẽ có thuốc, thì có bình vôi đỏ sẽ gửi cho em. Thì vâng, thì em cũng tin tưởng, thì em bảo là nếu mà đúng bình vôi đỏ thì lấy cho cháu, bởi vì cháu làm thuốc cho nên là cứ lấy cho cháu. Em đã mua cái đống này vào gần đây, cái đống bình vôi này vào gần 1 triệu của em. Đấy, gần 1 triệu các bác nhé. Các bác thử tưởng tượng là gần 1 triệu của em thì nó cũng khá nhiều. Thế là em tin tưởng thì em để họ gửi về thôi. Tại vì là bình thường nếu mà cấu vào thì nó vẫn hồng hồng đúng không? Đấy, ví dụ như bảo là bình vôi đỏ nếu mà cấu vào thì nó vẫn hơi hồng hồng. Đây này, đây. Nếu như là các bác thì... Đây ạ. Đây, nếu như là... Nếu như là các bác thì các bác sẽ biết là cấu vào thì nó sẽ hơi hồng, để các bác nghĩ là bình vôi đỏ đúng không? Thế là họ gửi cho em và em cũng cho chị gái cho chị của em cấu, chị em bảo là đúng rồi đỏ hồng. Nhưng em mang về kiểm tra thì không phải là bình vôi đỏ nha các bác nhá. Cái này là cái củ ở bên bên Sơn La hoặc là bên La Châu ấy, họ đã mua lại và họ bán lại cho em nhá. Cái củ này không phải bình vôi đỏ, nó không có tác dụng như cái củ bình vôi đỏ của bên em. Đấy, và em đã bị lừa. Tuy nhiên là dùng thì nó vẫn được, nhưng nó không tốt bằng cái củ của em thôi. Đây, bây giờ em sẽ chia sẻ lại cây củ của em này, cây củ của ở chỗ em này hôm em mua được đây này. Đây, nó chỉ to khoảng bằng này và nó sẽ giống như thế này. Vậy này, này, nó đỏ như máu luôn đây. Đây, củ già của nó này, các bác nhìn thấy chưa? Củ già nó chỉ trong, nó chỉ hơi ấy thôi, tất cả nó đều đỏ hết đây này, các bác thấy chưa? Đây, đây mới là củ bình vôi đỏ ở Bắc Cạn nhé. Củ bình vôi đỏ mới là cái tác dụng mà lúc nãy em nói. Còn cái củ này nó chỉ dùng được, nhưng mà nó chỉ pha vào thôi, nó trong bốp như này này, nó chỉ hơi hồng hồng này, nó không phải đâu. Đây là em bị lừa đấy.
Nhưng mà bởi vì em là thầy thuốc, em đã mua của dân rồi, họ đã gửi cho em không trả lại, em vẫn trả tiền cho họ, em vẫn dùng, bởi vì nó có tác dụng nhưng nó không tác dụng bằng cái bình vôi đỏ trên em này. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, bình vôi đỏ bác cạn nó phải như thế này này. Chuẩn thì nó phải đỏ chót như này nhá các bác nhá. Đây. Và cái củ này em bổ ra rồi nhưng mà nó vẫn đỏ nhá. Đây, còn mấy cái củ này này, các bác nhìn thấy chưa? Trắng bốp này. Nó chứa hơi hồng không có tác dụng đâu nhá này. Đấy, bình vôi đỏ bác cạn này. Đây. Đây này các bác. Các bác mua bình vôi các bác chú ý cái bình vôi đỏ là nhìn nó đã biết rồi. Đây, cái củ nó chỉ như thế, nó cũng không to lắm đâu. Đây, nó đỏ chót như này nhé các bác nhé. Cái củ này thì em sẽ để trồng. Củ này thì em chỉ bào vào một tí để cho các bác biết thôi. Cái củ này em để trồng. Còn cái củ này thì em dùng bởi vì em bổ nó ra rồi. Củ này chuẩn đấy, bình vôi đỏ đấy. Và lại cái em dùng cái củ bé này cũng để trồng. Em sẽ trồng nó để bảo tồn nó này. Cây bình vôi đỏ này nó hiếm lắm, nó không có đâu, mà trong bài thuốc tiêu u tiêu viêm của nó mà không có cái này thì nó không ấy được đâu các bác ạ. Này, nó bình vôi đỏ này. Cái cán của nó phải đỏ chót như thế này, thì nó mới là bình vôi đỏ. Còn cái này ý, nó chỉ gọi là củ gì, nó là củ bình vôi đỏ nhưng nó mọc ở trên núi đá, núi đồi thôi. Nó ở bên Lạng Sơn hoặc bên đâu là có khá nhiều, người ta bán rẻ lắm. Cái này ở bên các bác ở Sơn La, là Sơn La, Lai Châu, Yên Bái gì đấy các bác biết, có mấy chục nghìn thôi. Cái này bán rẻ lắm, thế mà họ về họ lừa em bán lấy cái này của em 1 triệu bạc, hơn 1 triệu 150 nghìn. Nhưng mà thôi, bởi vì nó cũng là cây thuốc vẫn dùng được nhưng nó không tốt bằng cái này, em vẫn lấy về đây để em rửa ra để em làm thuốc. Còn em chia sẻ với các bác là các bác chú ý nhá, khi mà các bác mua bình vôi các bác đừng bị lừa đây này. Đấy, bình vôi đỏ nó phải như này. Cái này thì em sẽ để trồng các bác. Đây, đây cái này em sẽ để trồng nhá. Đây này, đây cái này em để trồng. Đây, cái này em để trồng. Đấy. Đấy, củ này vẫn trồng được. Đây, cái nó sẽ mọc ra đây này. Đơ, nó đỏ như thế này mà các bác. Đây mới gọi là bình vôi đỏ. Còn củ này thì em rửa đi và em bổ ra để em dùng thôi. Đây, nó khác hoàn toàn luôn chứ. Quay này không biết các bác nhìn thấy rõ không, nhưng mà nó đỏ như này này. Cái củ này nó già ấy, nó già thì nó sẽ như thế. Các bác chú ý nhá, khi các bác mua hàng đi, mua đồ trên mạng mà không thực tế, mà không biết thì các bác cũng phải chú ý, bởi vì là nó không tốt được như cái cây này đâu. Cây này nó mới là tốt, cây này phải ở trên núi đá thì nó mới gọi là bình vôi đỏ. Còn những cái này là nó ở đồi đấy, nó không có tác dụng tốt bằng đâu. Đó. Đây này các bác. Đây, em chia sẻ cho các bác với tôi, đây là em để trồng đây. Và này củ để trồng. Trồng nó lên để bảo tồn nó, không nó hết ấy. Không còn đâu các bác. Dặn mãi người ta mới lấy được con này. Nó đắt hơn một chút nhưng mà cũng được, không sao cả. Cái người này người ta bán đồ đều cho em lại còn bảo giảm cho em đấy chứ. Cuối cùng là em bị lừa. Nhiều khi cũng bị lừa đấy các bác ạ. Này, bình vôi đỏ này không phải họ không biết đâu, họ buôn đấy, không phải họ không biết đâu. Họ buôn về đấy. Nhưng mà họ nghĩ là lừa được em chứ, em bảo là em ra chợ em cũng bảo luôn, bảo cô ơi cô, sao cô lại đi lừa cháu, cháu là thầy thuốc mà. Cháu còn lấy thuốc cứu người mà sao cô lại cô dám lừa cháu. Nhưng bà kia đúng là cũng dân tộc thật các bạn, nhưng mà mặt tỉnh bơ luôn. Em nói thật, không biết tại sao cái người mà nó đi lừa đảo người khác mặt vẫn tỉnh bơ luôn thì em chịu. Đấy, lừa em gửi về cho em giá, em bị lừa đấy. Không phải bình vôi đỏ đâu, em chia sẻ cho các bác là cái bình vôi đỏ này. Đấy, có rất là nhiều bác dặn em bảo là lấy bình vôi đỏ cho các bác trồng thì không có nhiều đâu. Đây, cái này thì em vẫn để trồng, nếu mà các bác nào muốn lấy thì đây, một củ bình vôi đỏ nó chỉ có 6 lạng thôi. Củ này nó chỉ 6 lạng thôi, cái này 2 cân. Làm sao bình vôi đỏ nó to thế được, 6 lạng hoặc hơn 1 cân thôi. Cái này mà các bác mang về các bác trồng thì các bác trồng với đây này, củ này. Đấy, củ này cũng chỉ mấy lạng thôi chứ nó không củ to, to thì nó phải già lắm. Cái này nếu mà trồng thì các bác lấy cát về các bác vùi, không các bác tưới nước nó để cho nó thoáng, nó sống. Nó mọc lên, nó mọc lá lên là nó sống mà. Cái này nó cũng dễ sống thôi, nó không phải có sống đâu các bạn. Nếu mà bác nào mà muốn lấy bình vôi đỏ thì các bác cứ dặn em trước. Bởi vì là bây giờ thì em chợ phiên ấy, mỗi lần chợ phiên em sẽ ra em sẽ săn các bạn. Em sẽ ra săn thuốc và hôm nay thì em cũng mua được, em cũng bảo cho người ta lấy được mười mấy cân dây vuông đấy. Bác nào cần dây vuông tươi thì các bác liên hệ với em. Em bảo họ lấy cho em được mười mấy cân rồi, dây vuông ấy, nhưng mà đang ở ngoài kia, đang ở ngoài huyện. Hôm nay, hôm qua em đi chơi em bận em còn chưa lấy. Đây, dây vuông như thế này này. Cái dây vuông này em cũng ưa rồi. Mười mấy cây dây vuông này, các bác nào cần thì alo cho em. Thôi em chia sẻ với các bác vậy thôi. Chia sẻ các bác về củ bình vôi vậy thôi các bác nhé. Chào các bác nhé.